Khánh xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen Thế Hệ Mới. Thật sự là Khánh cảm thấy rất là vui và rất là bất ngờ, bởi vì mặc dù là chương trình của chúng ta đã là mùa thứ 8 rồi, nhưng mà sự ủng hộ, sự yêu thương của khán giả dành cho chương trình vẫn còn rất là nhiều. Và hy vọng là mọi người vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ chương trình nhiều hơn như vậy nữa. Và mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Gương Mặt Thân Quen vào lúc 21:15 tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và đến với đêm thi ngày hôm nay sẽ là những màn đối đầu cực kỳ căng thẳng, chắc chắn là sẽ làm khó ba vị giám khảo của chúng ta. Và ngay sau đây, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho hai vị giám khảo cố định của chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay, đó chính là giám khảo ca sĩ Mỹ Linh và giám khảo diễn viên Đại Nghĩa. Và hơn hết, ngày hôm nay chúng ta chào đón một vị giám khảo khách mời vô cùng dễ thương, vô cùng thân thiện. Anh ấy là một nhạc sĩ với hàng loạt các ca khúc hit. Xin giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Anh Nguyễn Hồng Thuận nè, đây là lần đầu tiên mà anh đến với Gương Mặt Thân Quen, thì cái cảm xúc của anh như thế nào? Trước tiên phải nói đó, Gương Mặt Thân Quen là một cái chương trình mà anh rất là thích, và anh có theo dõi cả cái mùa em thắng giải nữa cơ. Cảm ơn anh. Nhưng mà khi mà bên ban tổ chức mời anh thì anh nói là cái chương trình đó thì anh không biết là anh ngồi giám khảo nó có ổn hay không. Dạ. Thì các bạn nói là năm nay đã đổi mới rất là nhiều và nó rất là cập nhật với lại giới trẻ này kia, thì anh nên xuất hiện để mà theo dõi coi sự thay đổi của Gương Mặt Thân Quen năm nay như thế nào. Dạ. Và anh rất là háo hức, và đặc biệt là anh nghe ngày hôm nay là có cái sự hóa tân thành những cái ca sĩ đang rất nổi tiếng và được yêu mến, ví dụ như Sơn Tùng hay là Mỹ Tâm, và đặc biệt là một cái người bạn rất là thân với Thuận là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thuận không biết là các bạn sẽ làm như thế nào, cho nên là mình đóng một cái bộ đồ hơi diêm dúa xíu, mình ngồi mình coi các bạn nhảy những cái tiết mục của Hà như thế nào. Lát hồi có gì mình quẩy theo luôn. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Hồng Thuận rất là nhiều. Còn không biết là chị Mỹ Linh với anh Đại Nghĩa nghĩ sao khi mà hai đêm trước là mỗi thí sinh của chúng ta sẽ hóa thân thành một nhân vật khác nhau, nhưng ở đêm thi này thì chúng ta chỉ có 3 nhân vật cho cả 7 thí sinh, thì không biết là nó có phải là một cái gì đó quá khó khăn so với cái việc chấm chọn của các anh chị hay không? Chị Đại, chị thấy sao chị Đại? Thực ra nếu như theo chị tưởng tượng ấy, thì có khi lại dễ cho tụi mình hơn. Tại dễ vì so nó có thứ chị để mình so sánh. Đó là sự thông minh của các bạn khi các bạn phải lựa chọn tiết mục trong cùng một nhân vật đó. Cùng là một nhân vật, ăn thua là các bạn sẽ chọn cái tiết mục nào để làm nổi bật cá tính âm nhạc và phong cách của cái người nghệ sĩ đó, để cho các vị giám khảo đây cảm nhận ngay cái nhân vật đó đang đến với sân khấu của chúng ta thông qua cái sự diễn xuất của một bạn thí sinh, thì xem như các bạn đó sẽ có cơ hội giành điểm cao từ chúng tôi. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh Đại Nghĩa, cảm ơn chị Mỹ Linh. Và buổi tối ngày hôm nay, các thí sinh của chúng ta sẽ có một màn tranh đấu vô cùng nảy lửa như Duy Khánh vừa nói từ đầu chương trình. Quan trọng là ai sẽ là người tạo được ấn tượng, tạo được sự thu hút từ phía giám khảo cũng như là các bạn khán giả, thì đó còn là một ẩn số. Nên vì vậy, trước khi bắt đầu tiết mục đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai bạn thí sinh sẽ hóa thân thành nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Xin mời. Trời, rất là vui luôn khi mà tuần này là hai bạn hóa thân thành nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Dạ, đúng rồi. Vậy thì những khó khăn nào khi mà hóa thân thành chị Mỹ Tâm mà cả hai người đều gặp phải? Mời em. Đến với tuần của chị Tâm này thì ngoài cái chuyện tập tành rất là vất vả, mất ăn mất ngủ ra, thì em nghĩ tuần này là em còn săn chấn tâm lý nữa. Đầu chương trình đến bây giờ là đã hóa thân thành nữ chưa? Em chưa luôn. Chị hỏi một câu được không? Dạ. Em áp lực vì em sợ em làm không được, hay em áp lực em sợ mọi người sẽ nhìn thấy là em có một cái gì đó không, bị mọi người phát hiện ra một cái gì? Em cũng sợ cái chuyện mà có cái gì lộ ra hay là cái gì cần phải che đi. Mà cái điều mà em sợ ở đấy tức là em chưa bao giờ làm cái chuyện đó, thì mình luôn luôn có một cái tâm lý là nó bất an. Và sau đó là em cũng rất là sợ lên sân khấu, mình không biết là mình có làm được ra chị Tâm không, hay lại làm một phiên bản lỗi nào đó của chị. Có nghĩa là bây giờ cái bất an nhất của em là giả nữ đúng không? Vậy thì cái bất an của Phạm Địch là gì? Thực sự đến phần này thì rất thích thú. Tại sao? Mê chị Tâm. Từ xưa giờ rồi, cái đàn sinh viên ước gì của là đúng rồi lòng. Xong lại đã từng làm việc với chị Tâm luôn. Và thấy cái tính cách mình lại hơi tương đồng. Chị Tâm thực ra nhìn vậy nhí nhảnh nhưng mà chị tính cách rất đàn ông. Tôi nhìn thân xác con gái thì thôi, tôi đàn ông lắm. Không ai thấy chị con gái hết á chị. Nãy giờ khi mà các bạn nói chuyện á thì cảm thấy là giữa các bạn không có một cái sự tương thông. Thì không biết là trong lúc tập thì các bạn có thực sự tương thông và hỗ trợ cho nhau không?
có. Ở đây à, ủa, có không hả? Có, cái gì? Có. Ở đây diễn vậy thôi. Đúng rồi. Giả bộ thôi đúng không? Giả bộ. Có thiệt không đó? Chứ bây giờ là mở cái clip mà các bạn tập luyện lại với nhau là có chừng là trời. Dám không? Dám thì coi liền luôn. Rất là hỗ trợ cho nhau, rất là cố gắng vì nhau. Bởi vì mình tốt thì là bạn mình cũng tốt. Tại vì cả hai là một mà. Thực ra gọi là battle ấy, nhưng mà chị em mình là đang muốn phấn đấu đến một cái tiết mục nó hoành tráng hơn, đẹp đẽ, một tác phẩm nghệ thuật đến với khán giả, đúng không chị? Nói chung là trên tinh thần hai bạn rất là mong muốn sẽ cống hiến cái tiết mục này đến với khán giả. Đúng. Lên và thể hiện thôi. Vâng, và thể hiện tinh thần đồng đội tốt của nhau. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng hai bạn thí sinh của chúng ta vô cùng yêu thương nhau và rất là hỗ trợ cho nhau rất là nhiều để cùng nhau bước lên sân khấu. Vâng, hy vọng là các bạn cũng sẽ tập trung vào phần biểu diễn của các bạn ấy trên sân khấu với phần hóa thân thành nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Giống ghê ha. Giống. Các bạn ơi. Nhớ mai hôm nào gặp bên nhau mà ta như trắng, muốn cho nhau cứ mãi hững hờ. Qua từng ngày ta cứ ngó lơ. Ghét nhau lúc đầu, ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ. Mà sao em cũng ngờ, cứ là mơ tình bất ngờ. Rồi em mới hay, tình yêu bắt đầu khi tiếng cười em vút bay. Làm anh ngẩn ngơ, anh cứ vờ như không nhớ. Hẹn hò em, rồi nói vu vơ với em. Người cứ treo treo suốt đêm, và chẳng bao giờ nói thêm. Rồi một đêm, người nắm tay làm trái tim chợt xuyến sao, ngước lên nhìn mắt nhau. Bóng trăng đã tàn, trời về khuya dường như muốn nói. Ta về thôi thế sao vẫn ngồi, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt môi. Thật nồng say, một nụ hôn tự nhiên mơ. Thương nhớ thầm em bấy lâu, nhìn nhau rất lâu, anh đã đặt vào làn môi. Oh first kiss, you make me happy. Chẳng nói lên được tiếng chi, giờ chỉ nghe nhịp trái tim. Oh first kiss, you make me crazy. Chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau. Tiếng cười em vút bay, làm anh ngẩn ngơ, anh cứ vờ như không nhớ. Hẹn hò em, rồi nói vu vơ với em. Người cứ treo treo suốt đêm, và chẳng bao giờ nói. Trái tim.
giày cao gót khó chứ bộ chị? Khó chứ. Dạ. Gặp anh đêm ấy làm lòng mình những ngày dài, từ trong phút giây biết em đã yêu anh từ lúc này. Và anh đã đến với em nồng say. Nào em có hay lúc không còn yêu đau lòng thế này? Dù em đã biết cho yêu anh nhiều, và em đã thấy chiều buồn lại rơi trên đôi hàng mi cay, cần một vòng tay yêu thương nồng say say. Tình mình còn đây nhưng anh đổi thay, không thương anh không nhớ anh không cần trái tim em. Chiều buồn lại rơi đôi môi lại run lên, cần một nụ hôn cho ta ngừng tranh vênh. Còn đời chờ chi anh không còn yêu em, nhưng em quá yêu đôi thương mới tiếc nuối, vì em đã quá yêu anh.
tràng vỗ tay thật lớn dành cho hai nữ ca sĩ Mỹ Tâm của chúng ta ngày hôm nay nào. Cảm ơn các bạn dancer. Và cảm ơn Vũ Công Lâm Vinh Hải. Coi như là hai tiết mục này là quá ngang tài ngang sức rồi. Kẻ tám lạng người nửa cân, không biết cảm xúc của anh nghĩ như thế nào khi mà xem hai tiết mục này ạ? À? Hôm nay phải nói rằng Phạm Lịch em khác hẳn so với hai tuần trước luôn đó Lịch. Anh thấy em tự tin hơn rất là nhiều trong phần trình diễn của mình. Bởi vì em biết rằng thế mạnh của em không phải là giọng hát. Mà bây giờ bắt chước một nữ ca sĩ hàng đầu của Việt Nam như Mỹ Tâm nữa thì là càng là chuyện không đơn giản. Cho nên thứ nhất, cái thông minh của em và kể cả bạn Thắng luôn á, là khi chọn hai ca khúc vui tươi, sôi động, kết hợp với vũ đạo để cho người ta có thể rằng à, cái tiết mục nó vẫn hấp dẫn và phần nào có thể là che bớt đi những cái khiếm khuyết nếu có trong giọng hát của mình. Thật ra cái trang phục này của Phạm Lịch nó chưa có giống lắm so với cái bản gốc của Mỹ Tâm. Anh nhớ là bản gốc là cái phần ngực này nè, nó có những cái bèo hay những cái hoa gì đó. Nhưng mà phần nào cũng đã tạo ra được một hình ảnh giống với Mỹ Tâm cái thời mà Mỹ Tâm hát cái bài này. Đó là cái hay của Phạm Lịch khi chú ý về cái vẻ bên ngoài của mình cũng như là về cái phần vũ đạo. Cái bài này Mỹ Tâm vừa hát vừa nhảy, chắc chắn nó sẽ có những cái đoạn không có được tròn trịa giống như khi mình quay một cái sản phẩm MV. Vì vậy hôm nay khi mà Lịch là vũ công chuyên nghiệp quá, đẳng cấp quá giỏi rồi thì cái việc nhảy á, nó không có phải là cái chuyện khó với Lịch. Nhưng Lịch vẫn cố tình tạo ra một chút xíu gì đó nó hơi loạn choạng một tí, nó hơi vụng vụng một tí trong những bước nhảy của em để cho giống với bản gốc, có đúng vậy không? Đúng ạ, em làm y chang bản gốc luôn ạ. Tại vì cái style nhảy đó và bây giờ là khác nhau hoàn toàn ạ. Và cái bài nhảy này lại là do một biên đạo múa, chứ không phải là biên đạo nhảy dàn dựng. Nên là động tác nó nhẹ nhẹ, nó mềm mềm ạ. Thì đó là những cái chi tiết mà Lịch nghiên cứu rất là kỹ mà thể hiện lại một hình ảnh Mỹ Tâm với cái bản hát này. Nó rất là giống, gần như là hoàn hảo luôn đó Lịch. Chúc mừng em. Với Thắng thì anh lại nghe vẫn ra cái chất giọng khàn nhiều hơn là giọng trầm. Và anh chưa nghe ra được cái âm vực của cái giọng của Mỹ Tâm, trong khi ở Phạm Lịch anh lại nghe ra nha. Ví dụ như nãy anh có ghi Phạm Lịch hát mấy chữ bất ngờ nè, ngó lơ, cái chữ lơ em lên nó, cái âm vực nó bên trên này nè, nó ra nó rất là giống Mỹ Tâm. Còn về cái phần diễn thì em làm tuyệt vời, là bởi vì sao? Em đã mời luôn cả vũ công Lâm Vinh Hải là cái chàng trai trong cái MV gốc của Mỹ Tâm lên sân khấu luôn thì nó quá đúng rồi còn gì nữa. Em đã làm gần như trọn vẹn tất cả những cái chi tiết có trong cái MV đó. Từ cái cách mà em gạt chân cái cô nữ kia, rồi cái cách mà em ký tấm bill với anh chàng ở quầy thu ngân á, rồi những cái chi tiết mà em dừng lại nửa chừng rồi sau đó đi ngang qua hoặc là dán một cái tờ giấy bà khùng lên trên cái vòng ba của cái cô tình địch mình, thì tất cả những chi tiết đó em tái hiện lại rất là rõ nét trên sân khấu luôn. Và duyên dáng, em cũng rất là thông minh khi chọn bài hát này. Em biết rằng nếu như bây giờ mình hóa thân thành Mỹ Tâm với những cái MV mà quay đẹp thiệt đẹp sẽ rất khó, mình sẽ lộ những cái nhược điểm của cơ thể, hình vóc của một người nam. Cho nên chọn cái bài hát mà Mỹ Tâm quấy chấp nhận làm xấu mình như hình ảnh của nhân vật cô gái xấu xí. Và bài hát này nó lại có cái sự diễn xuất, cần cái sự duyên dáng thì em làm cũng được luôn. Thì nhiêu đó thôi cũng đã ăn điểm rồi. Còn về cái phần giọng hát, dĩ nhiên một giọng nam sẽ rất khó để bắt chước một giọng nữ. Cho nên là ở cái phần đó thì anh có thể gọi là mình bỏ qua một phần nào đó. Nhưng mà về cái vĩnh chu của một cái tiết mục nhìn chung là em làm rất trọn vẹn luôn nha. Cảm ơn em và chúc mừng em. Cảm ơn anh đại nghĩa rất nhiều ạ. Bây giờ đến phiên chị Linh được chưa? Dạ. Dạ em mời chị ạ. Lịch nhá, phải nói là hôm thứ hai là đã tiến bộ rất nhiều về thanh nhạc so với cả cái vòng đầu tiên. Hôm làm Phan Mạnh Quỳnh đó chị. Đó, đến bây giờ lại tiến bộ tiếp thì chị nghĩ là tuyết người như Lịch á, là không phải là một người có thể ngay lập tức chuyết một cái là đổi ngay, mà Lịch là một người mà sẽ mỗi lúc một ít bồi vào và khi mà đã đổi là bền vững. Nên chị nghĩ là nếu mà Lịch mà vào vòng sau thì chắc chắn là mọi người sẽ càng ngày càng thấy sự tiến bộ của Lịch. Phạm Việt Thắng cũng rất đáng khen, bởi vì là này, Thắng chọn tất cả những cái gì lợi thế để có thể thể hiện trong cái phần biểu diễn của Thắng. Có nghĩa là phần biên đạo làm sao này, phần chi tiết từng ly từng tí để mọi người cảm giác đây đúng là một MV của Mỹ Tâm được tái hiện ở trên sân khấu của Gương Mặt Thân Quen. Và điều đấy trông thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra là một sự đầu tư rất là kỹ lưỡng với rất nhiều trí tuệ ở trong đấy, không phải chuyện đùa. Và để mà so sánh thì chị sẽ không so sánh gì cả, mà chị sẽ dành cả hai lời khen cho hai tiết mục này. Đây là cái sự tiến bộ vượt bậc của cả hai bạn qua hai vòng đấu. Và mỗi một vòng đấu các bạn đều có những cái riêng của mình, đều đầu tư rất là nhiều trí tuệ, suy nghĩ, nghiên cứu và tôn trọng giám khảo, tôn trọng khán giả. Dạ, em cảm ơn chị Mỹ Linh rất cảm nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất là nhiều ạ. Xin mời giám khảo Nguyễn Hùng Thuận ạ. Anh thì thật sự là anh rất là thích cái tiết mục này luôn. Thì Lịch, anh có cảm giác là bạn có lợi thế hơn một chút xíu so với bạn Thắng. Bởi vì cái tiết mục gốc của Tâm á, là vừa hát live sân khấu vừa nhảy. Thì
nó đúng cái sở trường của em. Còn cái phần của Thắng á, là tái hiện một cái MV. Thì như cái MV, cái quy trình làm việc thì em biết rồi, người ta đã thâu cái audio trước rồi, người ta chỉ quay cảnh lại thôi, chứ người ta không hát thật ở trong cái MV đó. Mà Thắng là vừa phải hát, vừa phải diễn cả cái MV đó, rồi phải làm như thế nào, nhớ cả những cái động tác múa giỏ gì đó cho nó đúng hết, rồi những cái gạt chân vân vân. Thì cái phần của Thắng nó hơi khó hơn so với Lịch. Rồi cái cuối cùng á là Thắng cũng hơi gentleman. Khi mà chọn cái tiết mục thì cuối cùng coi như cái lợi thế là nhường cho bạn nữ rồi. Gần như là hát là chỉ nghe giọng nữ nhiều hơn. Còn cái quãng nó không phải là cái quãng của giọng nam. Nên là Thắng hát thì gần như là tụi anh không nghe được nhiều. Mà chính vì vậy thì anh cũng đánh giá cao cái sự hy sinh của em cho tiết mục này. Có một cái chi tiết cuối cùng muốn nói là anh chơi với Tâm mười mấy năm rồi. Thì Tâm đã từng giảm cân, cũng từng hơi hơi tăng cân. Nhưng mà chưa bao giờ anh thấy Tâm đô con như vậy cả. Chưa bao giờ thấy Tâm tập tạ. Dạ, anh tập gym mỗi ngày, anh tập mười mấy năm mà anh chắc là cái tay anh cũng không bự bằng cái tay Mỹ Tâm này đâu. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh không biết đây là lời khen hay lời chê. Không, anh khen thôi. Anh rất thích cái mục này luôn. Mà cái bắp chân ông cũng thon đó chứ. Chị có mang vớ da đó chị, để nó nịch cái bắp chuối lại. Cái lại che bớt. Là nhìn thấy có thấy cả lông chân. Trời ơi, trời cạo đi chứ. Em đang định không nhắc tới cái điều đó. Em thấy nãy giờ rồi chị ơi. Nhưng mà mình nhìn thoáng qua thì đâu có thấy đâu. Mình cho các bạn về chỗ đi, cho bạn chấp chết đi giờ đó. Cảm ơn ba vị ban giám khảo của chúng ta. Rồi, một tràng pháo tay dành cho Phạm Linh và Phạm Duy Thắng các bạn. Cảm ơn người rất nhiều ạ. Rồi, xin mời hai bạn về chỗ nha. Và các bạn thân mến, và ngay sau đây để tiếp tục chương trình thì xin mời các bạn hãy nghỉ giải lao trong ít phút nha. Chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản Thế Hệ Mới. Và khi nãy chúng ta được xem hai cô nàng Mỹ Tâm cùng đứng với nhau trên một sân khấu. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thấy ba anh chàng ca sĩ Sơn Tùng MTP. Nãy giờ là mình đã bắt đầu quay và các bạn đã tới đây nửa tiếng, là thật sự Khánh không có cơ hội để mà hỏi thăm các bạn luôn á. Tại vì thấy các bạn cứ đang tất bật làm những cái hành động gì đó Khánh không hiểu lắm. Thêm miền làm lại đi. Thêm miền làm lại. Ôi thôi thôi thôi, vậy thì bắt thêm nửa tiếng là một tiếng đồng hồ, nó trôi qua rất vô nghĩa. Ok. Bây giờ mình hãy chia sẻ là thời gian vừa qua, ngoài những cái biểu cảm mà mọi người tập được của anh Sơn Tùng thì cái giọng hát nó chiếm một cái phần rất là quan trọng. Vậy thì mọi người đã tập được tới đâu rồi? Thực ra thì giọng hát của Sơn thì Sơn cảm thấy nó hơi hơi chút chút. Nhưng mà Sơn sẽ cố gắng bắt về cái giọng nói của Sơn Tùng một chút. Bởi vì đã có một lần Sơn đi xem Sơn Tùng diễn rồi. Wow. Bạn Sơn Tùng bạn có những cái câu rất là đóng đinh và Sơn cứ ám ảnh cái câu đó từ ngày đó đến giờ. Ví dụ cái Sky ơi, tóc đẹp không? Ồ. Tóc đẹp không? Giữ nhá. Giữ tóc này nhá. Hay quá. Mang lên sân khấu và tương tác với khán giả trực tiếp giống như là cách mà Sơn Tùng đã làm, đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ Kara ơi, hát một đoạn nhạc của Sơn Tùng coi. Chắc ai đó sẽ về đi. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Hát như vậy là về luôn á. Là không cần phải chắc nữa mà là chắc chắn sẽ đi về luôn. Bây giờ em mất ngủ mọi người. Thôi thông cảm cho Kara. Bây giờ là một người nói rồi này. Nói rồi này, người hát rồi. Quá tuyệt vời. Okay. Thể hiện liền. Đúng. Ồ. Xong em thấy giọng em có hy vọng. Em có hy vọng hẳn luôn đúng không? Nó nhảy xong là em có hy vọng liền. Nãy giờ kêu mọi người làm quá nhiều nhưng mà khán giả xem không được bao nhiêu. Okay. Bây giờ mình coi lại coi lúc mà tập luyện cả ba bạn thí sinh của chúng ta làm như thế nào để có thể hóa thân thành Sơn Tùng. Bên phải đấy. Có sao không giờ Kara? Trời ơi. Diễn thôi. Coi cho cái video clip thật sự là bị sốc luôn á. Em có thật sự ổn không? Anh nếu bóp vậy em mới không ổn. Anh xin lỗi. Nhưng mà tại vì anh thấy em bị trật cái sơ mi đúng không? Đã lâu chưa? Mới là hôm rehearsal cuối cùng. Cái này làm quá lắm nha. Cái hôm sao? Tập á, ai cũng tập cũng vừa mà nó nhảy quá trời luôn. Cái lúc mà battle á, cái chân cao này mà cái bấm một bấm hết thể hiện sự quyết tâm. Đúng. Nhưng mà quan trọng là mọi người có yêu thương nhau và cùng nhau diễn thật tốt với tiết mục sắp tới không? Yêu thương chứ.
phải như vậy thôi. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem Kara, Thái Sơn cũng như là Hải Đăng Đô hóa thân thành nam ca sĩ Sơn Tùng MTP như thế nào nhá. Trời trời, thật sự đáng lo ngại chứ. Sky ơi, anh yêu em. Yeah yeah, ai thuộc thì hát theo Tùng nhá. Gì nhở? Yeah yeah yeah, sẵn sàng chưa nhở? Xa dần, nắng ấm xa dần, nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Nắng ấm xa dần, ấm xa dần, ấm xa dần theo những tiếng cười. Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm xóa hết tiếng yêu. Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm. Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc vui mình vào đêm đen. Ôi anh chẳng tìm thấy lối ra. Ôi tối quá sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rất xa anh. Trong mắt anh điều ấy nó rất chát. Tại sao người vội quên mau? Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em. Luôn yêu một ai thật rồi. Ôi mai chẳng là anh đâu. Vậy thì người cứ bước đi xa nữa. Sẽ không còn nơi đâu. Xa nữa, sẽ không còn ở đây. Phải tự đứng lên mà thôi. Xung quanh anh giờ đây cô đơn. Mình anh ôm giấc mơ. Nắng ấm xa dần, nắng ấm xa dần. Ôi nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Lần nữa này. Nắng ấm xa dần, ôi nắng ấm xa dần, ôi nắng ấm xa dần. Alright, rồi lại đi, cứ vội vàng đi. Chào cho anh, chào cho anh. Bao nhiêu niềm đau rồi em mau rời bỏ anh xa anh. Cô này là lẽ quên mau và chẳng một lời chia ly quen. Em đi quen rồi người cứ bước đi xa nơi này. Sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này. Sẽ không còn nơi đây. Phải tự đứng lên mà thôi. Chẳng nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây cô đơn. Mình anh ôm giấc mơ. Nhìn em bước ra đi xa dần. Sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này. Sẽ không còn nơi đây. Phải tự đứng lên mà thôi. Chẳng nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây. Nắng ấm xa dần. Nắng ấm xa dần. Ôi nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Nắng ấm xa dần. Ôi nắng ấm xa dần. Nắng ấm xa dần. Xa dần theo những tiếng cười. Con
đời ngày hôm nay. Ở đâu đó phía cuối con đường kia được anh cho hay. Ở đâu đó phía cuối chân trời kia anh sẽ lại chờ tôi. Ở đâu đó sẽ có người trong gian tay em lấy thân này. Có lẽ tôi đã tìm được sẵn nơi yên bình dài thôi cho tâm hồn tôi. One, two, three, stop!
liệu rằng chia tay trong em có quên đường cao ca. Tình yêu khi xưa em trao cho anh đâu nào vội pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không vô bay anh được đâu mà. Gạt nước mắt yêu đời đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đã có che lấp được nụ cười của ai. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu em còn là em. Em đã khác rồi, em đã quay lưng. Tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không vui mình trong mơ, anh không đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng quay vào em hay là em của ngày hôm qua. Xin hay là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức. Dừng lại và xóa đi, xóa đi, xóa đi. Mưa đang rơi, đôi tay buông lơi. Mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi. Từng những khắp vụ vơ lang thang khi tìm được giấc mơ. Dường như đã quá xa và em không có thiên tha. Giờ ở đâu em còn là em. Em đã khác rồi, em đã quay lưng quên hết đi. Tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không vui mình trong mơ. Anh không đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em của ngày hôm qua. Xin hay là em của ngày hôm qua. Đừng mơ mà anh một mình nơi đây.
Quá tuyệt vời, cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Một lần nữa, tóc đẹp không? 12 điểm nhá. Mà người ta đã trả lời đẹp rồi đó mà cứ hỏi hoài, hỏi từ đầu lúc xuất hiện cho đến khi bây giờ kết thúc tiết mục vẫn còn hỏi. Không tin là tóc đẹp hả hay sao? Cái này là em đã từng đi diễn chung show với Sơn Tùng và hôm đó Sơn Tùng nói đúng câu này. Nên em ám ảnh từ ngày đó đến bây giờ. Là coi như là vận dụng lại ký ức đó là ngày hôm nay là đem vô cái tiết mục của mình đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Vâng, và đó chính là ba bạn thí sinh hóa thân thành Sơn Tùng MTP. Bây giờ ưu tiên giám khảo khách mời Nguyễn Hồng Thuận, chắc là nhờ anh góp ý cũng như là đưa ra những lời nhận xét cho cả ba thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Nói về thần thái á, thì trong ba bạn á, thì anh thấy là bạn Cara Phương á, là làm cái phần này tốt nhất. Bạn làm anh có cảm giác như anh đang ngồi nghe Sơn Tùng thật. Còn hai bạn còn lại thì thật ra là mình cũng đang cố gắng làm thôi thì nó cũng gần gần được. Đó. Rồi cái thứ hai là vậy, ở cái tiết mục của Hải Đăng á, anh thấy là em hơi bị sai một xíu khi mà mình chọn cái phần ascotic. Bởi vì để mà chọn cái tiết mục đó trình diễn á, thì gần như là cái giọng hát phải rất là tự tin, phải rất là vững về cao độ. Và theo anh nghĩ là Sơn Tùng có rất là nhiều những cái tiết mục kết hợp với vũ đoàn rồi pháo sáng v.v. rất là nhiều thứ. Thì tại sao mình lại không chọn những cái đó để mà mình biểu diễn nhiều hơn, mà em lại chọn một cái tiết mục ascotic thì nó hơi là tiếc cho em. Còn lại thì Cara Phương và Thái Sơn thì chọn rất là thông minh, những cái tiểu tiết khá nhỏ nhưng mà lại gây được thiện cảm rất là nhiều cho khán giả cũng như là ban giám khảo. Ví dụ như tóc đẹp không v.v. coi mình cảm thấy đây là Sơn Tùng, những gì đó rất là dễ thương. Còn ở cái phần mà của Đăng á, chưa có ra lắm cái giọng của Tùng, nên là anh hơi tiếc cái phần biểu diễn của em trong ba cái tiết mục vừa rồi. Cảm ơn anh. Vâng ạ, cảm ơn giám khảo Nguyễn Hồng Thuận. Cảm xúc của anh nghĩ như thế nào khi mà xem tiết mục này ạ? Thứ nhất anh muốn nói về cái tiết mục của Hải Đăng. Anh hiểu tại sao em lại chọn tiết mục như thế này, là bởi vì nếu như ba bạn cùng làm những cái bài hát nó sôi động thì có lẽ nó sẽ một màu, cái chương trình của chúng ta nó cũng sẽ không có hấp dẫn. Và cái điều nữa, cũng có thể Hải Đăng không phải là một người có khả năng về vũ đạo giỏi trên sân khấu, cho nên em sẽ chọn cái thế mạnh của mình và nó sẽ tạo một cái sự khác biệt so với hai người bạn còn lại. Và em nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên hay là em không biết rằng Sơn Tùng thì cần phải nhảy đâu, mà em muốn chọn cái khó để có thể thử thách trong cái vòng thi này. Nhưng mà đến với cái phần rap bài Remember Me mới thật sự là cái điểm tỏa sáng nhất của em. Có thể đó là lúc mà em bộc phát được cái giọng hát của mình cũng như cái sự mạnh mẽ có trong Sơn Tùng MTP thể hiện ra. Còn với Cara thì thật sự là như chị Linh với Thuận nói, anh ngạc nhiên vô cùng. Nó nói, ủa tại sao vậy ta? Ba người ở đây thì cái cô gái lại là cái cô thể hiện ra cái thần thái nhất của Sơn Tùng MTP. Như Thái Sơn có động tác giống, có những cái chi tiết như là hỏi này kia là giống, là những cái mà chúng ta dễ bắt chước lắm. Còn với những cái gọi là thần thái trên gương mặt á, cái kiểu nó hơi kênh kênh một tí, nó hơi ngông ngông một tí, nó hơi phớt đời kiểu của Sơn Tùng một tí, và nó hơi buông thõng thoải mái hình thể trên sân khấu, không có một cái sự gồng căng cứng, thì Cara lại làm rất là tốt. Cara là có nghiên cứu rất là kỹ từ cách cầm micro che hết cả miệng. Nhưng mà riêng cái ngón tay đó chị, thì Cara làm có hơi bị lố nha. Sơn Tùng dầu sao vẫn là đàn ông, cho nên là cái tay bạn ấy cầm mic và cái tay chỉ vậy thôi. Còn bà Cara nè, phải vẫn lên thế này. Không phải đâu anh ơi, em binh nha. Cái lúc mà bé này cầm cái tay đó là đang bắn pháo sáng, bé nó sẵn là nó che mũi luôn. Không có em ơi. Thật ra thì em có ăn gian một tí xíu, tại vì anh Tùng hát sẽ lên mũi một xíu đó, nên là như thế này, như là thủ thuật để mà mình hát lên mũi một xíu. Và với Cara thì phải nói cái phần tạo hình của em tuyệt vời nha. Ban đầu anh quên hẳn luôn em tóc dài. Các anh coi gần hết phần trình diễn. Ủa, bé là tóc dài mà ta. Đúng rồi, chị quên mất là đây là con đây, gái. Đây, đây, đúng đây, không? Công nhận không? Là con trai. Bây giờ để em đưa Cara Phương lại cho mọi người đây. Nhìn rõ. Bây đây giờ nè. Là tóc undercut, kiểu nhìn rất là thật. Trời luôn ơi. Á. Tại sao mà ekip hóa trang của chúng ta có thể tuyệt vời đến như vậy? Quá giỏi luôn. Nè các bạn nhìn xem, gần như không hề thấy lộ dấu vết của tóc thật. Bạn ấy đang nhồi nhét rất là chật ở bên trong để dán hẳn một cái lớp da bên ngoài và cái tóc sát sát như thế này. Trời đất ơi, ekip tuyệt vời quá chị ơi. Quá tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho ekip hóa trang. Cảm ơn. Còn với Thái Sơn, ông này căn tràng này. Lố anh ơi, em thấy hơi lố. Em không lố đố mà vui. Với lại như anh đã từng nói, khi chúng ta bắt chước một nhân vật nào đó, mình phải tìm ra được cái nào đó đặc trưng nhất. Thậm chí mình tô đậm, mình đánh cái màu sáng lên một tí cho khán giả dễ nhận diện ra hơn. Thì Thái Sơn làm rất tốt cái chuyện đó. Em luôn bắt được những cái gọi là đỉnh nhất, cái mà dấu ấn nhất của cái nhân vật, để em mang ra cho khán giả. Đây nè, coi đi, tôi là Sơn Tùng nè. Phải có sự nghiên cứu, phải có sự tìm tòi dữ lắm mới có thể bắt được những cái động tác dù là nhỏ nhất của Sơn Tùng như vậy ha. Còn về âm sắc giọng hát, em là cái người mà hát nghe giống cái giọng của Sơn Tùng nhất. Đó là điều phải ghi nhận. Dạ, Tùng xin cảm ơn anh đại nghĩa rất nhiều. Hôm nay Tùng đã cố gắng hết sức để mà
hát và nói được giọng này. Mỗi bạn ngày hôm nay là một cái thế mạnh, rất khó cho chúng tôi để đánh giá bạn nào nhỉnh hơn bạn nào trong tiết mục này. Cảm ơn tất cả các em. Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Chị muốn bênh đăng một chút là mặc dù là đúng là cái phần đầu em chọn acoustic thì đúng như anh Thuận nói á, là không phải là một lựa chọn khôn ngoan, làm cho nó lộ ra những cái không giống Sơn Tùng MTP. Bởi vì Sơn Tùng MTP thì khi hát là cái nguyên âm của cậu ấy phát âm nó rất khác những người khác. Mọi người nghe kỹ sẽ thấy rằng không giống ca sĩ nào cả, hát một mình một kiểu. Và đấy chính là cái điều mà người ta nhớ về cậu ấy, mà người ta thích cậu ấy. Thế nhưng em lại không đánh dấu được vào cái khác biệt đấy, mà em lại hát rất là tròn trịa, thì là nghe nó chưa Sơn Tùng lắm. May quá là em lại lôi lại được cái phần rap á. Remember me. Đó là cái phần mà chị thấy là em lấy lại được thiện cảm của giám khảo cũng như là của khán giả ở đây. Nên là em thấy là mọi người đứng yên dần dần và vỗ tay theo để đọc theo. Còn ở phần Cara Phương thì là thần thái của em là có vẻ rất là Sơn Tùng nhất. Nhưng mà em hăng quá. Chị nghĩ chắc là ngoài đời em cũng là một fan hâm mộ của Sơn Tùng MTP hay sao? Bà hăng quá nên là bà quét suốt à? Bà không phải quét một đâu bà. Mấy lần liền. Tại em diễn máu quá. Các bạn ơi, đó trên lầu ở gì đó thì cái mình bị quét ra, hiểu không? Những cái chữ đó thì đôi khi mình phải tiết chế cái hơi mình lại. Đó. Đâm ra là máu là tốt, nhưng mà máu lại phải không quét cơ. Với lại khá là ăn gian nha chị. Ở cái phần mà hát cái tiết mục chung cuối cùng á là chọn cái phần rap. Đâu có cao độ đâu đúng không? Cho nên là không có bị lộ cái phần mà cái quãng giọng nữ vô. Thế còn phần của Thái Sơn thì đúng là Thái Sơn là một người rất là đa tài nhá. Hóa thân nhân đợt nào ấy thì vào nhân vật ấy. Tức là không phải là hoàn toàn xuất sắc 100%, nhưng mà em luôn luôn ở cái mức gọi là tám mấy chín mấy là rất khó nhá. Có người là từ đỉnh cao xuống vực sâu, nhưng mà em rất là đều đều này. Phong độ nhưng ổn định. Mà đó phong độ cực kỳ ổn định luôn. Nên là chị thấy rằng là ba người này mà để chọn ra người nào hơn người nào cũng không phải là đơn giản đâu. Quá lại khó, cũng nhức đầu khó. Lắm đấy. Cảm ơn ba vị ban giám khảo của chúng ta. Và một lần nữa xin chúc mừng Cara Phương, Hải Đăng Đu và Thái Sơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn về chỗ nha. Vậy là hai nhân vật của chúng ta là nữ ca sĩ Mỹ Tâm và nam ca sĩ Sơn Tùng MTP đã xuất hiện trên sân khấu của Gương Mặt Thân Quen. Bây giờ chỉ còn chị Hồ Ngọc Hà. Nhưng trước khi đến với tiết mục của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, chúng ta sẽ vào trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Gương Mặt Thân Quen phiên bản thế hệ mới. Và chúng ta chỉ còn hai thí sinh nữa thôi, đó chính là Linh Ly và Long Chun. Ngay bây giờ hãy xem cuộc trò chuyện giữa Duy Khánh và hai bạn thí sinh đó nha. Yeah. Wow. Tại sao hai người lại vui đến như vậy? Trong khi đây là cái dòng mà Khánh nghĩ là hai người phải rất là lo lắng khi mà hóa thân thành nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, được mệnh danh là nữ hoàng giải trí. Khi mà hóa thân thành chị Hồ Ngọc Hà thì cảm thấy là cũng khó đấy, bởi vì là bắt chước giọng đã là một cái khó rồi. Và mình lại còn phải tập cả nhảy nữa. Mình cũng biến tấu cho nên nhảy vừa vừa thôi, không mình nhảy nhiều quá nó cũng hơi mệt ấy. Nếu mà làm chị Hà mà không nhảy thì đấy không phải chị Hà. Đúng. Nếu như mà mình không đưa cái nhảy vào thì không còn là chị Hà. Thôi, không nói nhiều nữa. Coi thử coi bữa giờ tập luyện sao ha. Hai người phải đối đầu với nhau, có khó chịu hay là ganh ghét gì nhau không? Có đấy. Trời, khó chịu chỗ nào ha? Thì vấn đề nó là như này. Bộ của Linh mặc trên sân khấu rất thoải mái. Không khác gì mình mặc một bộ đồ mình đi tập bình thường. Nhưng bộ đồ của em nó không sót một cái chỗ nào mà nó không bịt kín. Thế là bao nhiêu cái phần mỡ ở trong em nó được bài tiết qua đường da. Em mất rất nhiều sức. Cho nên là em nghĩ là nếu như hai đứa cùng tham gia với nhau, em xứng đáng sẽ là người chiến thắng hơn. Trời. Không cần biết kết quả như nào. Trời. Xứng đáng hơn. Ôi trời ơi, nóng hết cả người rồi. Tôi chớ rồi, vậy là bất đồng rồi. Thôi không có, thích yêu thương nhau nha. À thế à, ôi cái tay kìa, cái tay. Thôi, bây giờ mình nắm tay rồi, thì mình sẽ cùng dẫn nhau lên sân khấu. Và biến hóa thành chị Hồ Hà. Nha. Nắm tay nhau và phải yêu thương nhau nha. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca quay bên ái. Rồi, dẫn bạn lên nha. Chào chị lên.
coi đi, anh tự hào về chúng em. Chắc chắn là như vậy rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem màn hóa thân của Linh Ly và Long Chun thành nữ ca sĩ Hồng Hà. Quá ổn, quá ổn. Thành nữ ca sĩ Hồng Hà. Vâng, quá ổn. Riêng bài này nếu mà không hát to thì không phải là fan rồi à. Nào, tay đâu hết rồi, come on, hãy vỗ tay theo đi ạ. À. Mọi người phía trên đâu hết rồi, giơ tay cao lên. Đây, đây, đây. Giờ mình đã quá yêu anh, và yêu thương vội quên đi. What? I wish I could get back, but I know em đã chọn. What? I wish I could get back, một tình yêu không còn đắm say. Anh quá. I wish I could get back, chỉ ước muốn rằng anh đừng như lúc xưa. Sorry người, hãy quay về đây. Xin hãy quên bóng cay đắng vội vàng, qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mơ yêu anh như thuở nào. Oh. Người ơi hãy về đây bên em. Sorry người hãy quay về đây. Xin hãy quên bóng cây đắng vội vàng, qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mơ yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em.
về đây bên em. Hồ Ngọc Hà. Thank you.
Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Bà liếc cái gì? Bà Hà. Bà liếc cái gì ai? Dạ anh Nghĩa, chị Linh với lại cả anh Thuận thấy như thế nào về tiết mục này? Nhưng đối với cá nhân em cảm thấy đây là một tiết mục hết sức là thú vị. Bởi vì đây là một tiết mục mang hình ảnh ẩn dụ rất cao. Đó chính là trước khi ăn Tết và sau khi ăn Tết. Xin lỗi. Cho Hà nói. Hà đừng quên nói mà. Nhiều người hỏi dạo gần đây Hà lên cân à? Nhưng Hà trả lời không. Xin lỗi mọi người thông cảm cho Hà. Hà mới sinh xong. Hà nghĩ là Hà sẽ không ăn nhiều bánh chưng để có một Hà như thế này. Thực sự, ở thời điểm hiện tại, Hà đang trầm cảm sau sinh. Không, Hà không bị trầm cảm. Hà đang rất vui. Hà nghĩ là chuyện này... Không, Hà không nghĩ nữa. Hà sẽ không bao giờ nghĩ nữa. Cái chuyện mà Hà bị trầm cảm như vậy có thể giải quyết được nếu đêm nay Hà được 12 điểm. Còn Hà, Hà có mong muốn được con số 12 giống Hà như Hà lúc không? Nào cũng mong muốn được con số 12 và rất mong hãy cho hai Hà 12 à. Một người đã từng làm việc với chị Hà rất là lâu rồi và cũng là một người bạn ngoài đời của chị Hà nữa thì chắc là sẽ có rất là nhiều những nỗi niềm, những tâm sự khi thấy hai phiên bản Hồ Ngọc Hà rất là khác biệt. Bé bé Hồ Ngọc Hà trầm cảm sau sinh ơi, là giám khảo có làm gì em sao em liếc dữ vậy? Không, cái nét của Hà là lơ đễnh, lúc nào cũng mơ màng. Anh làm với Hà mười mấy năm rồi, lúc nào anh cũng happy khi mà gặp Hà hay làm việc, hiểu không? Mà lần đầu tiên trong đời luôn. Mặc dù là anh không có sinh nhưng mà anh cũng bị trầm cảm. Ban đầu thì anh nhìn Liên Ly là một cái phiên bản khác của Hà thì cũng rất là dễ thương, cái kiểu nhỏ nhỏ bé xinh xinh. Ok, anh cũng thích thích. Xong tới cái bạn kia thì bắt đầu anh ngồi, không biết cái bạn này làm cái gì ta? Là cái phiên bản này giờ làm sao với Hà giờ? Thì bạn rất là thông minh khi mà bây giờ mình không thể nào có một cái body như Hà được, đúng không? Bây giờ mình hát cũng không được thì giờ mình lầy lên luôn, hài hước hóa cái tiếng mục mình lên làm cho nó over lên. Bây giờ nhảy không được thì giờ mình liếc, mình lờ, mình làm. Nhưng mà cái cách của bạn làm rất là duyên. Và cái quan trọng là tất cả mọi người khi mà xem cái tiếng mục này của em đều rất là thích. Nhờ có những cái phần cuối cùng như thế này thú vị làm cho anh cảm thấy là cái ngày hôm nay rất là vui. Anh không chỉ là đi làm mà anh cảm giác như là anh được tới đây anh chơi, được xem mọi người trình diễn và mọi người hóa thân thành những cái nhân vật nổi tiếng rất là vui. Nói chung mình cảm ơn tiết mục của hai bạn. Cảm ơn giám khảo Nguyễn Hồng Thuận ạ. Bây giờ cho em xin phép mời giám khảo Mỹ Linh. Chị đừng có chê nha, chị nó liếc mình đó. Không, không có, không chê mà rất thích. Tôi nói thật, đây là một tiết mục cực kỳ là đáng yêu. Giải trí á chị. Mang tính giải trí rất cao và rất là đồng thuận với cả Thuận. Thì là coi như là diễn cái vai Hồ Ngọc Hà, cái là làm sao mà có thể giống được. Nên là cô làm quá lên luôn. Liếc rồi lườm nhưng mà rất là đáng yêu. Và nhá, hát giọng của Hồ Ngọc Hà cái đoạn đầu lại rất giống cơ. Và Long Chun là người rất là thông minh, tức là nghiên cứu nhân vật và chỉ nhặt ra một vài cái chi tiết đắt giá nhất của cái nhân vật ấy và khắc họa ra và bao giờ cũng làm quá nó lên. Chỉ cần vài nét thôi nhưng mà trông rất là giống. Phải nói là tôi rất thích tiết mục của Long Chun. Thế còn cái tiết mục của Linh Ly ấy, không hiểu sao Linh Ly hơi lo lắng hay nào, hay cảm giác như Linh Ly hơi ngập ngừng cái chỗ bắt đầu vào nhịp ấy. Vì cái bài hát đấy chị cũng hơi kiểu mệt mệt ấy, xong rồi hát em phải thở hổn hển cho nó giống. Thế à? Tại vì nếu mà so sòng phẳng ra về hát thì Linh Ly hát là tốt hơn. Nhưng mà người ta lại vẫn cứ cảm thấy cái phần của Long Chun thì tự tin hóa thân hơn. Mới lại cái make up cũng vậy nhá, hơi đậm quá so với chị Hà ở đây này. Ảnh thế này chị Hà cười rất là tươi mà đây thấy cái sự lo lắng của Linh Ly. Nên là chị mong rằng là vòng sau thì là Linh Ly sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà cái đoạn ra đây này, hai người ngồi hai bên, trời ơi anh kia anh sắp đè. Em sợ bị kẹp cổ đấy chị. Đó, trời ơi nguy hiểm quá. Nhưng mà đấy cũng là một cái phần rất là đáng yêu. Và hay nhất là phần đối đáp. Đấy mới là gọi là phần battle đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như mỗi là trả câu, treo mỗi người một câu. Rất là giải trí. Và tôi nghĩ là nếu mà Hồ Ngọc Hà mà xem lại chắc cũng không phiền lòng khi thấy mọi người hơi làm lố mình lên một chút. Thực ra là chỉ là yêu quá thôi. Vì yêu quá thì mình sẽ tìm ra những nét rất là đáng yêu của cái người thần tượng. Thì cũng qua chương trình muốn gửi lời chúc đến Hồ Ngọc Hà cho hạnh phúc của bạn ấy. Và mong rằng là đây cũng là món quà cho mẹ con nhà Hồ Ngọc Hà. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh ạ. Rồi bây giờ tới anh Đại Nghĩa nè. Anh Đại Nghĩa đã bắt đầu là thánh soi nè. Không có đâu, anh thích tiết mục này lắm luôn. Không có soi gì nhiều không đâu. Không có soi gì đầu hết tiên là Linh Ly nè. Linh Ly là mở màn cho cái phần hóa thân thành Hồ Ngọc Hà. Thì em...
chọn cái bộ trang phục này và em cũng đã cố tình thay đổi một tí xíu những cái dòng chữ trên áo của Hà để cho nó phù hợp với chương trình của chúng ta, và em để cái tên của em vô dòm thấy Linh Ly để người ta nhớ về mình nhiều hơn. Đó là một cái sự khôn khéo và thông minh khi mình có cái sự biến hóa một tí. Còn về phần nhảy, em nhảy cũng tốt chứ không phải là không, nhưng có lẽ là do mình không có phải là một ca sĩ quen với cái dòng nhạc dance, cho nên là trong một tuần lễ để tập được một cái bài nhảy nhiều động tác như vậy nó không đơn giản. Đó là cái điều mà anh dễ dàng hiểu và thông cảm cho em. Còn về phần hát thì ban đầu khi em ra em giao lưu với khán giả đó thì anh lại nghe ra rất giống giọng Hồ Ngọc Hà, nhưng mà đến khi một lát mình hát á thì dường như mình lại quên mất, mình lại gần như trở lại cái giọng của Liên Ly. Chỗ nào mình sực nhớ thì mình quay trở lại với cái giọng của Hà Hồ. Chúng ta cũng biết Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ cái chất giọng là khàn, là trầm, nhưng mà rất dày, đầy nội lực và tình cảm. Nó rất là phù hợp với những cái dòng nhạc ballad trữ tình. Nhưng ngược lại, với những ca khúc nhảy nhiều, Hà cũng xử lý biến chuyển nó cực kỳ linh hoạt để cho mọi người vẫn nghe ra được giọng hát và cái lời bài hát không bị mất hơi, không bị hụt chữ. Còn vừa rồi thì Linh có bị hụt hơi, có bị mất chữ, nghe không rõ lời cho lắm. Còn với cái phần của Long, về giọng hát thì Long không hát bằng, nhưng mà em biết cách để lấy cái khác bù đắp vào cái phần khiếm khuyết của giọng hát của mình. Đó là về cái phần diễn xuất, cái sự duyên dáng nó vốn có trong con người của em, cũng như em biết tô đậm những cái nét đặc trưng của Hồ Ngọc Hà để mình hài hước hóa nó lên mà vẫn nhìn ra được là Hồ Ngọc Hà. Và nói cho em biết nha, khi mà em làm hình ảnh Maleficent á, khi mà tóc em búi hết ra phía sau như thế này với Hồ Ngọc Hà, đó là một gương mặt sắc lạnh gần như là giống hình ảnh của Angelina Jolie luôn. Còn với em nhìn rất giống đàn ông nha. Mặc dù đã đồ cố cho cái khối cái ngành, nó nặng rồi, đúng không? Nhưng cái khối nó không bật lại được cái mỡ. Nhưng bạn bù là bạn ấy có duyên. Những cái liếc, những cái hay, những cái này cái thật kia sự duyên dáng. Nhưng nha, đừng nghĩ rằng bạn ấy chỉ có biết diễn xuất, bạn ấy biết nhảy. Rõ ràng rằng trong nhảy cái bài nhảy của bạn ấy nhảy luôn rất nhiều nha, nhảy chắc nhịp lắm. Nhìn chung đây là một tiết mục cực kỳ giải trí luôn. Anh rất thích tiết mục này. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn hai team. Đây. Hai team rồi, hai team rồi. Sao anh hiểu wow vậy? Vừa wow mà vừa team luôn. Đỉnh dữ. Thôi, một tràng vỗ tay dành cho hai nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà của chúng ta, đó chính là Long Chun và Linh Ly. Cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn về chỗ. Cảm ơn anh Long Khác ạ. Ôi, quá giải trí, quá thích thú. Và trước khi đến với số điểm từ phía ban giám khảo, chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút.
theo gió đi như thời ông bà. Anh đã đi mà, em rất mong là chúng mình đi xa. Sao thế anh à, anh muốn chung nhà. Khánh xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản Thế Hệ Mới. Chắc chắn là nãy giờ là cả anh Thuận nè, rồi anh Nghĩa cũng như là chị Mỹ Linh đã phải dắt óc suy nghĩ, bởi vì ngày hôm nay rất khó để mà chọn ra được một tiết mục ấn tượng nhất, hay nhất để có thể lựa chọn ra một thí sinh nhất tuần. Thì chắc là bây giờ Duy Khánh xin được mời giám khảo Mỹ Linh. Hồi nãy thì cả ba tụi chị đã nhận xét nhiều rồi. Dạ. Nên bây giờ chị xin phép chỉ đọc điểm thôi. Tiết mục Sơn Tùng MTP. Phần battle là chạy ngay đi. Giành được 6 điểm là liên khúc Nắng Ấm Xa Dần và Remember Me. Phần 2 cũng là một tiết mục Sơn Tùng MTP. 7 điểm xin dành cho Thái Sơn. Phần 3 cũng dành cho tiết mục này, Cara Phương 8 điểm. Điểm 9 xin dành cho Linh Ly với Xin Hãy Thứ Tha của Hồ Ngọc Hà. Điểm 10 chị xin dành cho Phạm Việt Thắng của Vì Em Có Yêu Anh, và điểm 11 của Phạm Lịch. Và điểm 12 xin dành cho người không giống Hồ Ngọc Hà nhưng mà lại rất là duyên dáng, bài hát What Is Love. Chúc mừng Long Chun khi đã nhận được số điểm tối đa từ giám khảo Mỹ Linh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe giám khảo khách mời Nguyễn Hồng Thuận. Xin mời anh ạ. Rồi, anh đọc từ thấp lên cao nha, mọi người đừng giận anh nha. Bạn số điểm là bạn Hải Đăng. Và anh dành điểm 7 cho bạn Linh Ly. Điểm 8 thì dành cho Tara Phương. Rồi, điểm 9 là anh dành cho Phạm Lịch. Điểm 10 thì dành cho Thái Sơn. Và bây giờ là còn 11 và 12 nha. Thôi thì mình cũng ưu ái, mình dành điểm 12 cho cái người, cho cái người ta bị trầm cảm, để đau bớt trầm cảm. Người ta cũng vậy đúng không anh? Điều đó thì cũng có nghĩa là Phạm Việt Thắng là được 11 điểm. Và Long Chun nhận số điểm tối đa 12 điểm từ giám khảo khách mời Nguyễn Hồng Thuận. Xin chúc mừng Long Chun. Và vị giám khảo cuối cùng không ai khác, đó chính là anh Đại Nghĩa. Điểm 6 anh xin dành cho Phạm Việt Thắng với hình ảnh của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Điểm 7 anh xin dành cho Linh Ly với hình ảnh của Hồ Ngọc Hà. Điểm 8 anh xin dành cho Hải Đăng Đu. Điểm 9 anh xin được gửi đến Phạm Lịch, một sự cố gắng nỗ lực của Phạm Lịch rất là nhiều, nhất là về mặt giọng hát. Và điểm 10 anh xin dành cho Thái Sơn. Thái Sơn có một cái phần trình diễn mà cái giọng hát khá giống với Sơn Tùng MTP. Còn về phần thần thái nhân vật thì Cara Phương nhỉnh hơn. Vì vậy điểm 11 anh sẽ dành cho Cara Phương. Và điểm 12 là nhân vật còn lại. Quá rõ ràng rồi. Một lần nữa xin chúc mừng Long Chun cho phiên bản
Hồ Ngọc Hà. Cảm ơn toàn thể ban giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại điểm của từng thí sinh trong đêm thi ngày hôm nay. Xin mời Hải Đăng Đu 20 điểm, Linh Ly 23 điểm, Phạm Việt Thắng 27 điểm, Thái Sơn 27, Cara Phương 27, Phạm Lịch 29. Và người cao điểm nhất trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là Long Chun 36 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm của các thí sinh qua 3 đêm thi các bạn nhé. Xin mời Hải Đăng Đu 62 điểm, Phạm Lịch 78, Linh Ly 82, Cara Phương 83, Thái Sơn 84, Phạm Việt Thắng 85. Và hiện tại đang dẫn đầu cũng chính là Long Chun với tổng số điểm là 93 điểm. Đúng là mình không ngờ được anh Nghĩa ơi. Trải qua 3 vòng thi thì là các bạn thí sinh ngoài cái chuyện là biến hóa khôn lường, nhưng mà điểm này nó cũng nhảy lên nhảy xuống, làm cho mình cảm thấy rất hoang mang. Đó mới là cái sự thú vị của chương trình đó. Dạ đúng rồi. Và đó cũng sẽ là một trong những cái điều mà để cho các bạn của chúng ta cố gắng liên tục ở mỗi tuần thi. Bởi vì chắc chắn rằng là những cái điểm số này nó sẽ không bao giờ là như thế. Và hy vọng là các bạn thí sinh của chúng ta sẽ cố gắng thật nhiều, bởi vì tuần sau sẽ là tuần bắt đầu loại thí sinh có số điểm thấp nhất. Còn ngay bây giờ xin mời Long Chun lên sân khấu, bởi vì quá xứng đáng khi nhận giải nhất tuần ngày hôm nay. Vâng, rất vinh dự khi được đứng kế một người đẹp và sang trọng như chị Hồ Ngọc Hà đây, và hơn hết là tận tay trao giải thưởng nhất tuần cho chị Hà. Không biết là cảm xúc của chị Hồ Ngọc Hà như thế nào khi ngày hôm nay có mặt tại sân khấu của Gương Mặt Thân Quen ạ? Hà có một tin vui muốn báo cho mọi người. Oh, wow, tin là gì? Hà đã chính thức hết trầm cảm ạ. Một lần nữa xin chúc mừng Long Chun. Cảm ơn Long Chun rất là nhiều. Rồi, mời bạn về chỗ nha. Và ngay sau đây sẽ là phần gạt cần để chọn ra nhân vật tiếp theo. Và ngay bây giờ xin mời 7 thí sinh của chúng ta lên đây và chọn nhân vật cho tuần tiếp theo. Xin mời. Và ngay bây giờ xin mời trai đẹp Hải Đăng Đu sẽ là người đầu tiên để tay lên cái cần gạt và gạt cái cần. Dạ. Luôn đúng không ạ? Luôn đi rồi mình nói chuyện sau. Giây phút này hồi hộp quá rồi. 3 2 1 bắt đầu. Wow. Đó, hồi nãy trước khi gạt cái cần này thì cảm xúc sao, và sau khi gạt cái cần thì cảm xúc sao? Nó có thay đổi gì nhiều không? Trước khi mà em gạt này em không hồi hộp lắm, nhưng mà sau khi mà thấy nhân vật mà em sẽ diễn ấy, thì em thấy hồi hộp hơn. Hồi hộp hơn thì hả? Em nghĩ sẽ là một ca sĩ, nhưng mà đây là một nghệ sĩ rất là đa tài. Hát được, diễn được, nên là vì vậy là rất hy vọng là tuần sau sẽ có một màn lột xác của Hải Đăng Đu khi hóa thân thành nghệ sĩ Trấn Thành nha. Rồi, cảm ơn bạn. Làm sao thở dài. Nói chung là gạt ai thì cũng thấy hơi hơi lo lo một tí. Nên là cứ kệ đúng không? Đâu có gì đâu. Kệ nhá. Vâng, okay. Rồi, mời Lily đặt tay lên cần gạt. 3, 2, 1, gạt. Wow. Nữ danh ca Khánh Ly. À, lần này thì chắc là... Được không? Được không? Ổn không? Chắc là ổn đấy. Cô hay không thể nhảy vũ đạo rồi đấy. Chắc là nghĩ là đứng một chỗ thì tập trung hát cho dễ hơn nhỉ? Ổn áp là được. Rồi, cảm ơn Linh Ly rất là nhiều. Rồi, mời bạn về chỗ. Rồi, đặt tay lên cần gạt. Chuẩn bị chào đón nhân vật tiếp theo. 3, 2, 1. Wow. Nó có cho mình hai cái cảm giác ấy. Cảm giác thứ nhất là mình rất là vui, bởi vì là tập sau mình sẽ không phải mặc một cái bộ đồ mà nó mát như thế này nữa. Rồi. Còn cảm giác thứ hai thì mình cũng rất là hồi hộp. Bởi vì thực sự anh Nhân là một nghệ sĩ mà mình cảm thấy anh ấy có một cái chất riêng rất là lớn ấy. Và mình cũng khá áp lực. Không sao, không sao. Mình thấy được cái chất riêng của cái người nghệ sĩ đó rồi thì mình sẽ dễ hóa thân thành hơn. Và hãy nhớ lưu ý những cái biểu cảm rồi thái độ khi trình diễn của anh Trúc Nhân để mà vào vai cho nó ngọt hơn nha. Cảm ơn Khánh ạ. Cảm ơn Phạm Việt Thắng. Tuần này thế nào thì mình cũng sẽ bốc phải một người nữ. Bởi vì là thấy ai hầu như cũng đã từng giả nữ. Còn mình thì chưa có giả vẫn nữ. Vẫn chưa đúng nghi, không? Nghi lắm, nghi lắm, nghi lắm. Mời Thái Sơn tóc đẹp, mình để tay lên cần gạt ha. 3, 2, 1, gạt.
cầu được ước thấy. Muốn gì mình nữa? Mình khao khát quá mà. Nhân vật em thích, nhân vật em thích. À, thích nhân là vật được. Em thích. Cảm ơn Thái Sơn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với Cara. Hôm nay đẹp trai quá. Cảm ơn em. Khám nha. Cảm ơn anh. Anh Tùng ơi, sắp tới anh Tùng muốn là mình sẽ hóa thân thành một cái nhân vật nam cũng cool ngầu giống như ngày hôm nay nữa không? Diễn nam là được không mọi người? Tự nhiên làm được kiểu tóc này xong cảm thấy giống như chân ái vậy đó. Thích quá hả? Hy vọng là tập tiếp theo bạn cũng sẽ có một nhân vật có thể lột xác được bản thân mình nha. Okay. Ngay bây giờ đặt tay lên cần gạt. 3, 2, 1. Nữ ca sĩ Lệ Quyên. Sao dễ bần thần quá vậy? Giờ sao tóc dài kịp? Sẽ kịp thôi. Đội ngũ ekip hóa trang sẽ giúp Cara. À, em quên mất. Trời ơi, đây toàn là nghệ nhân không mà. Được hết đó. Ok nha. Cố nha. Rồi. Cảm ơn Cara rất là nhiều. Tiếp theo, em chào chị Mỹ Tâm. Hello Khánh. Chị ơi, mình để tay lên cần gạt ha. Dạ chúc chị may mắn nhé. Em chúc chị may mắn. Rồi, nè, 3, 2, 1, gạt. Jennifer Lopez. Sao, được không? Cũng hơi thích nhưng mà cũng hơi lo. Hơi lo hả? Cô ấy hát rất là khỏe lắm. Vậy thì mình phải ráng tập luyện trong vòng một tuần. Mình hãy chứng minh cho giám khảo thấy là cái gì Phạm Lịch làm cũng được và sẽ tiến bộ hơn từng ngày. Rồi, cảm ơn Phạm Lịch, xin mời bạn về chỗ. Em chào chị Hà nhé. Hà chào Khánh. Đứng trước cái nút này Hà nghĩ là cơn trầm cảm đã quay trở lại với Hà. Không sao, yên tâm. Hà sẽ làm được. Nhớ. Hà sẽ làm được. Vâng, rồi, mời Hồ Ngọc Hà để tay lên cực gạt. 3, 2, 1, gạt. À, nhân vật này khó à nha. 3 tuần liên tiếp hóa thân vào những cô nàng bé nhỏ. Bé nhỏ? Không sao. Đừng nói gì nữa để Hà trông cảm tự một mình Hà. Ủa, đi đâu vậy? Ủa, được 3 tuần mà. Hà ơi, Hà đang bị trầm cảm, Hà bị quên hết tất cả mọi thứ rồi sao? Không, cho Hà xin. Hà vẫn đang thực sự chìm đắm trong cái giải nhất, đang vui quá. À, chính vì vậy nên bây giờ mình phải trình diễn lại một lần nữa ca khúc mình mới vừa dự thi trong chương trình Gương Mặt Thân Quen đêm nay. Xin mời Hồ Ngọc Hà, Long Chun. Yeah. Yêu cứ như lần đầu ấy, môi chạm môi và tay cầm tay chẳng thể nào rời đây. Như là làn mây tan vào cơn say để chính em cuối cùng. Đồng quê đây. What is love? You wanna hold me, love me, can say you love me, love me. Say my name, you can do, can say my name, boy. Can say my name, boy. Can say my name, boy. Chương trình Gương Mặt Thân Quen và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 21:15 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Em buồn lắm chị. Sao vậy? Anh ngồi ngay đây. Dạ. Ra đứng trước mặt anh. Cành hoa tàn. Kỹ anh. Cành hoa tàn. Anh thấy anh cũng còn tươi lắm mà. Từ đầu đến giờ ấy, điểm của bạn luôn ở top 1, top 2 là nó không phải là vô lý đâu. Anh ơi, thương yêu anh.
Gương mặt thân quen mùa này có một thí sinh như bạn là một sức hút rất là tốt.